chào các bạn. Các bạn biết chúng ta đang ở đâu không? Thì là ở Đồng Tháp, Hồng Ngự, Tấm Cồn. Các bạn có thấy mô hình Tấm Cồn chơi du lịch Tấm Cồn. Wow, mời các bạn tham quan nhé. Rồi, thấy cái lo khủng không? Phía sau là phòng tắm á, mấy cái phòng tắm á. Nhà thứ hai vắng, xe hơi đậu trong đây luôn. Thì chúng ta ăn uống giá rất là bình dân, nằm dậu. Đó là mấy hồn tắm, tắm nước ngọt rồi tắm lại nước ngọt.